Sau khi thực hiện phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19 kể từ 21 giờ ngày 29 tháng 4, đến thời điểm này, cuộc sống của người dân thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cử vẫn diễn ra bình thường trong tình hình mới. Để nhân dân yên tâm cách ly 14 ngày, bên cạnh sự chủ động của bà con và chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể của tỉnh và huyện Phù Cử đang tích cực tiếp ứng nhu yếu phẩm cho toàn bộ nhân dân vùng phong tỏa. Lần đầu tiên mà dịch bệnh đại dịch này, bà con cũng tự nguyện và bảo nhau và chấp hành nghiêm các quy định cũng như là khuyến cáo của ngành y tế, cùng nhau cố gắng cùng nhau vượt qua cái đại dịch. Còn bà con rất tự giác và bảo ban nhau chấp hành chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch. Kết quả truy vết đến nay đã phát hiện 34 trường hợp F1, 200 trường hợp F2, tất cả đã được cách ly đúng quy định. Hiện trên 1.200 người dân thôn Hoàng Xá đã được lấy mẫu xét nghiệm. Bên cạnh việc ổn định cuộc sống cho nhân dân, chính quyền địa phương đang tăng cường lực lượng kiểm soát người ra vào vùng dịch, đảm bảo nội bất xuất, ngoại bất nhập. Các tổ COVID cộng đồng đang tiếp tục triển khai truy vết thần tốc, tích cực tuyên truyền vận động người dân khai báo y tế đầy đủ, thực hiện nghiêm quy định cách ly, không hoang mang cũng như không lơ là chủ quan trước tình hình dịch bệnh.